Có những lúc mà mình không hiểu tại sao mình có những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà tôi là người mà suy nghĩ về mình rất là kỹ. Cách nay hơn một tuần, tôi không biết vì sao tôi không ngủ được. Hả? Nhưng mà tôi không phải là thức tròn đêm nay để nhớ thương ai. Thật tình là nó không có ý đó. Nhưng mà không biết có bao giờ các vị rơi vào trường hợp là tự nhiên là mình bị mất ngủ. Rất là vô lý luôn. Tôi từng nói với các vị, tôi có mặt trên cuộc đời mà hai điều quan trọng nhất đối với tôi đó là ăn và ngủ. Tôi ăn rất tốt và tôi ngủ rất nhiều, rất ngon đi. Tôi cho là như vậy, cỡ trưa bát giới vậy đó. Nhưng tại sao có những thời điểm như vậy mình rất là tức. Xét lại, ủa tại sao mình lại như vậy? Nó cứ tỉnh queo như ban ngày vậy. Không có cảm xúc gì hết mà lúc đó mình cũng không biết mình là ai nữa. Và mình cũng không có đặt là cái gì để xoay hướng cho mình một cái gì nó tích cực hơn. Các vị biết là những lúc như vậy thông thường tôi cũng tự xét mình một cách rất kỹ. Mà có những lúc như thế tôi cũng nhớ lại lời của ông thầy bói ngày xưa. Nhớ ông bói tuổi gì không? Các vị biết à, tôi có nhớ hai câu, nói chung là nguyên cái bài lắm, nhưng mà tôi nhớ hai câu này của ông thầy bói. Ông nói cuộc đời của tôi á thì á nó có nhiều cái giai đoạn, nhưng mà nó có cái ý như thế này: đêm vắng sầu tràn bên gối mộng, vàng son há chặn được ưu phiền. Tức là ông nói như thế. Tôi cũng không phải hoàn toàn tin vào thầy bói, nhưng mà thỉnh thoảng những trường hợp như vậy thì mình cũng lấy ra mình so so coi gối mình có ướt không, có buồn tràn cái gì hay không. Nhưng về mặt hiện tượng nổi chúng ta không thấy. Nhưng phải nói rằng mình tinh ý một chút, sâu lắng một chút, mình sẽ nhận ra là đừng tưởng hồ yên là biển lặng, bão giông cuộn với đáy hồ trong. Câu này nói để ý rất là rõ ràng, sâu sắc vô cùng. Không khéo chúng ta là một mặt nước hồ phẳng lặng, nhưng mà thật sự chúng ta là nước ngầm, nó cuộn ở trong lòng biển, lòng sông như vậy. Để nói lên gì? Về mặt cảm quan, ý thức của chúng ta đâu thấy mình buồn vui gì đâu, cũng đâu thấy mình giận ghét gì đâu, cũng dường như mình đâu có thấy mình bị chi phối gì đâu. Mình sống, mình hy sinh, mình làm tất cả các việc cho đạo như thế như thế. Nhưng tại sao mình lại có những lúc là mình bị trăn trở, mà trăn trở mình lại nhận không ra? Thì mình moi sâu vào, cũng giống như là vén nước hồ đi, rồi nhìn thấy sâu vào trong lòng hồ là cái gì, thì ngay lúc đó chúng ta mới vén sâu vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta bỏ qua những cái hiện tượng của ý thức đi, có những cái mà chúng ta nhận diện được qua bằng suy tư đi, thì chúng ta cảm thấy rằng sâu lắng bên trong đó chúng ta bị che đậy bởi một ý nghĩa gì? Vì Phật Pháp. Chúng ta chỉ nghĩ vì Phật Pháp, chúng ta làm vì Phật Pháp, vì chúng sinh. Nó đã trở thành cái màn trên mặt của chúng ta. Chúng ta thấy vì chúng sinh, vì Phật Pháp không à? Nhưng mà phía dưới vì chúng sinh, vì Phật Pháp là những cái gì? Băn khoăn, lo lắng, sợ hãi, được mất, hy vọng, mong cầu, tất cả những cái đó. Nhưng mà vì chúng ta lấy cái gì Phật Pháp và gì chúng sinh nó làm cái bia rồi, để nó dẫn dắt nguyên cái đoàn tàu của những cái cảm giác phiền lụy ở phía sau đó, mà chúng ta không nhận ra được. Và chính vì ngay cái giờ phút mà tôi không ngủ được cả một đêm đó, phải nói là như thế, cho nên tôi tìm một giải pháp để tự cứu mình nhất thời như cứu lửa cháy đầu. Và giải pháp đó bằng cách là nhận diện được tất cả những thứ này là vô thường giả tạm. Nhưng lý do nào chúng ta lại lo lắng, băn khoăn, sợ hãi, thậm chí cảm giác bất an ẩn tàng vào trong đó? Và ngay giờ phút đó tôi có một cái hướng cho chính mình, đồng thời tôi cũng chia sẻ với mọi người với bài giảng hôm nay là: biết không thật liền dứt khổ đau. A Di Đà Phật. Cái bài giảng này tôi soạn cho các vị là 3 giờ rưỡi khuya. Lúc đó là tôi không bỏ qua cơ hội. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu tôi bỏ qua cơ hội, nó sẽ mất hết những cái cảm xúc của tôi về điều này.
biết không thật liền dứt khổ đau, hay là biết không thật liền chấm dứt khổ đau. Cái này không có gì là sâu xa hết á. Cái này đối với những người Phật tử chúng ta là học quen rồi, nghe nhuần nhuyễn rồi. Nhưng mà cái điều làm sao các vị để ứng dụng được cái đó để cho có hiệu quả, đây là điều tôi muốn chia sẻ. Chứ không phải là điều này các vị chưa từng biết. Xin thưa các vị, điều này các vị biết và học và quá nhuần nhuyễn. Nhưng ai giải quyết được vấn đề này bằng sự tu tập và chuyển hóa theo lời Phật dạy hay đúng giáo pháp của Đức Phật là một vấn đề khác. Còn nhìn chung, tôi nghĩ rằng hầu như người xuất gia hay là tất cả các vị đều có những giai đoạn vướng mắc những cái điều này cả. Nếu ai khéo tu thì giai đoạn đó ít hơn, còn ai không khéo tu dường như chuyện xảy ra hàng ngày. Và các vị không tìm được cái lối cho mình đi, mặc dù đôi khi các vị là những người Phật tử có học giáo pháp. Hồi trưa này thì có một cô nó vào hỏi tôi, cô cỡ hăm mấy tuổi, nó thưa thầy con biết đến đạo Phật năm 9-10 tuổi lận, nhưng mà con chưa quy y, năm nay là con 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà sao mà từ khi con biết đạo Phật cho đến ngày hôm nay sao con không có hết khổ. Và đồng thời cô nói là sao con càng ngày càng lớn con thấy con khổ càng nhiều. Thì tôi mới nói rằng đâu phải là các vị là biết khổ liền hết khổ. Chúng ta muốn hết khổ chúng ta phải có giải pháp. Chứ còn bây giờ nghĩ chúng ta lớn chúng ta hết khổ, không hết khổ được đâu. Chúng ta nghĩ chúng ta quy y để chúng ta hết khổ cũng không hẳn là hết khổ được đâu. Chúng ta nghĩ biết đến Phật Pháp để chúng ta hết khổ cũng không hẳn là chúng ta hết khổ đâu. Tôi nói ví dụ như các vị là biết món ăn này ăn no, nhưng mà các vị biết thôi, nhưng mà các vị không ăn, các vị có no không? Cái quan trọng là chỗ này. À, biết cái món ăn này ăn sẽ no như thế, nhưng mà không có ăn, chỉ biết thôi. Vậy thì ở đây chúng ta biết đến đạo Phật là như một cái chỉ để biết, thì làm gì hết khổ. Mà ai cũng muốn hết khổ, mà khổ vẫn đanh dây. Cho nên để nhận diện ra được cái cách gì để hóa giải vấn đề này mà có an lạc thật sự, và nếu chúng ta ứng dụng, tôi tin chắc các vị an lạc thật sự. Và sau khi tôi suy nghĩ ra được cặn kẽ của các vấn đề, và tôi ghi cho các vị những cái dòng cơ bản của một vấn đề tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay, và sau đó tôi quay trở lại tôi ngủ rất ngon. Thật sự như thế. Giống như chúng ta trút một gánh nặng ngàn cân một cách gọi là khi tìm ra một giải pháp, tự nhiên nó giải tỏa tất cả các vấn đề. Không lẽ lúc đó tôi đứng tôi la làng, tôi không biết có phải là các bậc thiền sư đắc đạo cái cảm giác ngộ đó như thế nào. Nhưng mà tôi nhận ra được những điều đó, và tôi tự giải quyết các vấn đề tồn động trong tâm ý của mình một cái cách gọi là nhanh gọn như thế. Mà mình đã tự kéo dài với một thời gian trằn trọc như vậy. Và tôi cảm thấy rằng giáo lý của Đức Phật để gọi là nhận ra được để ứng dụng quá ư là tuyệt vời. Trên cơ bản nhất chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật tứ niệm xứ là nền tảng để giúp chúng ta quán chiếu tư duy để giải quyết các vấn đề ràng buộc và khổ đau. Mà đây dựa trên cái tinh thần là quán của tứ niệm xứ là tôi dựa vào tư tưởng của Đại Thừa, là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ đó. Thì dựa trên cái này để tôi cho các vị cái phương hướng làm sao nhận thức được các hiện tượng sự vật là giả tạm, là không thật. Chứ còn xưa nay chúng ta biết qua ngôn ngữ, qua giải thích. Cái mấu chốt của vấn đề này nó nằm ở chỗ là biết không thật, tức là biết giả đó. Khi học cái bài này, tôi mong rằng là các vị phải tư duy và nghiền ngẫm ngay cái từ biết giả. Cái chuyện đằng sau là hết khổ là cái hệ quả tất yếu thôi. Nhưng mà cái biết ở đây là biết giả, biết không thật á, nó phải xuất phát từ biết như một sự giác ngộ, và nó nằm sâu trong con người của mình.
Giống như mình khai thác được những cái kho tàng giáo lý của Đức Phật mà mình đã từng học và mình đã quân vào trong một thời gian dài của chúng ta. Dựa vào tứ niệm xứ, tôi lấy ngay cái đoạn là quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Dĩ nhiên những cái từ cô động này nó không phản ánh hoàn toàn hết các vấn đề mà Đức Phật dạy trong bài kinh tứ niệm xứ, nhưng đây là cái rất cốt lõi. Đọc vào kinh Kim Cang, chúng ta thấy Đức Phật dạy gì? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nguyên văn chữ Hán là như vậy. Chúng ta dịch ra gì? Nhất thiết hữu vi pháp là chỉ cho tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, như mộng quyển bào ảnh. Như mộng là như giấc, giấc mơ. Quyển là như vậy giả tạo không thật. Bào là như bọt. Ảnh là như bóng, như lộ diệt như điện, như sương buổi sớm đóng trên đầu ngọn cỏ. Diệt như điện, như điện chớp ở trên trời lúc có mưa. Ưng tác như thị quán, nên quán xét như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy kinh Kim Cang Đức Phật dạy cho chúng ta cái nhìn để thấy tất cả sự vật hiện tượng đều giả tạm, đều không bền chắc, mà lấy các đối tượng để đem ra ví dụ là bọt, là bóng, là quyển quá, là điện chớp, như sương đóng buổi sáng trên đầu ngọn cỏ, mọi thứ đưa ra cái hình ảnh điển hình quá tuyệt vời. Và câu kinh này các vị cũng có thể nghe và đọc thuộc lòng hàng trăm lần, nhưng ai có thể cảm nhận được rằng là những sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta hay là trong suy nghĩ của chúng ta nó đều là giả tạm quyển quá không thật như những gì chúng ta đã được đọc và được học đâu? Bao nhiêu người làm được chuyện đó đưa tay lên tôi coi. Phá tu luôn á nghe. Này là đã sàn dữ lắm rồi đó. Như vậy thì cái câu kinh đó các vị đã từng nghe. Từng nghe chưa? Từng nghe. Nhưng mà các vị có làm được điều đó chưa? Quan trọng ở chỗ là làm sao nghe mà làm được, và được bao nhiêu phần trăm thì nó mới có lợi ích. Khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta nghĩ Đức Phật nói rất là hợp lý, kinh điển dạy rất là hợp lý, nhưng mà chỉ có cái là mình làm được. Nghe thì nghe đó, mình làm được. Nói thân này giả hay là mọi thứ giả, nhưng mà đụng thử nó không giả. Tiền bạc là giả vô thường, nhưng mà lỡ mà nó có thất thoát không giả. Đức Phật dạy rất kỹ, nhưng mà tại sao chúng ta bị cái mà cái đó nó dính với chúng ta? Đức Phật khuyên chúng ta để nhìn nhận thấy được sự giả tạm, nhưng mà chúng ta không cảm nhận và thấu triệt để mình nhận diện ra như nó thật sự là giả. Và đôi khi các vị nghĩ chuyện đó chuyện của ông thầy tu rồi, chứ không phải tôi. Nhưng xin thưa các vị, chuyện đó cũng không phải chuyện của thầy tu. Kinh điển Đức Phật dạy không phải để cho thầy tu, mà dạy để cho mọi người cùng tu, trong đó có cả mấy ông thầy tu. Chẳng phải là Đức Phật dạy cho thầy tu, mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng sinh đều tu. Ai có tu thì có thấu triệt, có giác ngộ và có thành công. Còn cái đầu trọc như thế này chưa phản ánh được gì. Tạm thời thì hy sinh mái tóc thì cũng là thôi tóc giả là mày cứ rớt đi phủi xong thì cũng được đấy, nhưng mà chưa nói lên được điều gì hết á. Các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật dạy quan trọng nhất là người nào đã ứng dụng thấu triệt được lời Phật dạy, chứ không lệ thuộc đó là thầy tu hay là một người cư sĩ, mà lệ thuộc ai ứng dụng lời Phật dạy một cách sâu sắc thì người đó có lợi lạc hơn. Nhưng mà cái lợi thế là một người thật sự đi tu, hoàn cảnh và tâm địa của một người có chí hướng về con đường giác ngộ giải thoát á, thì cái mức độ ứng dụng tốt hơn, có điều kiện hơn. Nhưng mà nếu người đó dừng lại ở chỗ là cũng tin Phật và muốn đi xuất gia để vào chùa ăn chay niệm Phật để chờ chết chờ thời gì đó, thì suốt đời người đó cũng chỉ là những cái người như Đức Phật dạy là đếm bò thuê hay là như cái giá múc canh vậy thôi.
Và người đó cũng chỉ là một người mà gọi là cư sĩ trọc đầu. Cái từ mà trong kinh Đức Phật hay dạy gọi là cư sĩ trọc đầu, có nghĩa là cạo trọc thôi, nhưng mà không có tâm hướng về con đường giác ngộ giải thoát, hay là không có gì cái lý tưởng phụng sự đạo pháp chúng sinh, không có biết hy sinh mình, hay là không ứng dụng để chuyển hóa, quan trọng vô cùng. Cho nên lời Đức Phật dạy nó xác định ở chỗ là người đó có chuyển hóa tốt hay không. Nếu là người cư sĩ như các vị chuyển hóa tốt cũng thành công như thường. Và một tu sĩ thì có lợi thế đó, nhưng mà không có lợi dụng cái lợi thế đó để mà tiến thân quán chiếu tu tập thì cũng rất là khó để đạt được. Thì bây giờ tôi đưa ra những giải pháp để các vị cảm thấy rằng nó phù hợp với chúng ta, mà chúng ta nhận chân thật sự nó là giả. Tôi nhớ Hòa Thượng Thanh Từ có kể lại một câu chuyện là bong bóng nước. Cái này tôi cũng đã từng nói với các vị trong một số bài giảng. Thì câu chuyện kể là có một quốc gia nọ, một nàng công chúa là con cưng của vua, và vì vậy là được chiều chuộng mọi thứ. Thì một hôm sau khi trời mưa đó, thì công chúa thấy những cái bong bóng nước á, nó nổi lên dưới cái mái hiên của kinh thành. Thì công chúa thấy rằng cái bong bóng đó nó đẹp quá, nó lung linh quá, nhưng sao mà đụng tới đâu là nó vỡ tới đó. Nhưng mà công chúa cũng không từ bỏ nguyện vọng của mình. Công chúa vẫn muốn là làm sao mình ôm ấp để gìn giữ nó. Và tuyệt vời nhất là nếu mình có được một cái sâu chuỗi mà bằng những hạt ngọc nước như thế này thì đẹp biết bao. Khi nghĩ như vậy mà không thực hiện được cho bản thân mới về ấm ức và nằm dạ với nhà vua. Vì là con cưng cho nên là Đức vua thấy con mình buồn quá và nằm vật dựa vậy là không có muốn đi, không muốn ăn, không muốn vui chơi nữa, thì mới tìm hiểu nguyên nhân. Thì công chúa mới nói với cha rằng là thưa phụ hoàng, con rất là thích một cái sâu chuỗi bằng bong bóng nước. Nếu mà được cái sâu chuỗi đó con đeo á thì là con hạnh phúc lắm. Cha có hứa điều đó cho con không? Thì vì chiều chuộng con cho nên ông vua ông hứa à, bây giờ con vui vẻ này kia kia nọ, tất cả mọi thứ trở lại đi, rồi cha sẽ tìm cách là tìm được bong bóng nước đó cho con. Thì công chúa nghe lời hứa của phụ hoàng như vậy vui quá, cho nên là ngồi dậy cho hài lòng cha. Thì xin thưa các vị, Đức vua cũng rất là trăn trở về điều đó. Bởi vì ông nghĩ rằng cái điều đó đối với ông là bất khả thi rồi. Cho nên ông đưa ra thông cáo. Ông thông cáo với hết bàn dân thiên hạ rằng là ai mà xỏ được cái bong bóng nước để làm chuỗi đeo cho con gái của ông thì người đó được hưởng nửa gian sang này. Một cái đánh đổi rất lớn như vậy. Thì khi ra thông cáo như vậy, hết trong kinh thành rất là nhiều ngày không có ai nhận về điều đó hết á. Bởi vì ai mà xỏ được bong bóng nước các vị? Ví dụ trời mưa các vị nhìn thấy mấy bong bóng nước đó, các vị có nghĩ rằng là xỏ được không? Có cách nào để giữ được nó không mà xỏ? Chờ đợi cũng lâu rồi, công chúa cũng thất vọng, giọng vua cũng xót ruột rồi. Thì một hôm nó có một cái ông lão, ông đi vào ý kiến với vua và ông nói rằng là lão có thể là thực hiện được điều này, tức là lão có thể sâu được bong bóng nước cho con gái của đại vương. Thì mọi người mừng quá, ông vua mừng quá, và đặc biệt nhất là khi công chúa nghe được cái tin như vậy, mừng không? Quá mừng luôn, nghĩ rằng mình chuẩn bị có một cái sâu chuỗi bong bóng nước là đeo là tuyệt đẹp trần gian. Sau khi nhận rồi thì hẹn đến cái buổi nào trời mưa để cùng ra thực hiện cái việc mà xỏ bong bóng nước. Thì ngày hôm đó mưa, một cái thời điểm mưa cũng lớn, bắt đầu ra thì ông già và cùng với tất cả mọi người ra để chứng kiến cái việc đó. Và điều quan trọng là ông yêu cầu công chúa ra để chọn cái bong bóng nào đẹp nhất. Và ông mới nói với công chúa rằng là tôi xin là xỏ cái bong bóng nước cho công chúa, nhưng với điều kiện là công chúa chọn thấy cái nào đẹp thì vớt đó đưa tôi à. Đưa cái nào thì tôi xỏ cái đó à. Và công chúa lúc đó là gì mà trông đợi mừng rỡ quá, cho nên là khấp khởi, được được ông yên tâm. Rồi bắt đầu là khi mà trời mưa vớt thì họ giọt xuống là bắt đầu là chọn, thấy biết là bao nhiêu là bắt đầu chụp chụp, nhưng mà chọn sao
Đụng cái nào vỡ cái đó, bụng cái nào vỡ cái đó. Đụng đã một hồi mệt nhoài hết trơn mà cho tới tận cơn mưa, được cái nào không? Và lúc đó đó, mọi người mới vỡ ra một sự thật rằng là cái chuyện mà nó mong manh như bong bóng nước, vô thường dễ vỡ như thế, làm gì có thể mà thực hiện được một cái sâu chuỗi để đeo. Cho nên cái ước mơ đó trở thành hư ảo mong manh. Mà trong kinh Đức Phật cũng đã từng dạy là như bọt, như bong bóng nước là ở chỗ này. Và vì vậy khi đó mọi người vỡ lẽ ra sự thật rằng là không thể nào có được sâu chuỗi bằng bong bóng nước để đeo. Và mọi việc chấm dứt từ đó. Thì đây chúng ta thấy cái điều gì? Nghe qua câu chuyện đó chúng ta tưởng là cái câu chuyện đùa, nhưng câu chuyện đó nói lên sự thật trong cuộc đời của chúng ta. Mọi cái đẹp mà chúng ta ước mơ, đeo níu và cố gìn giữ, nó có thể tồn tại theo thời gian đó, nhưng theo quy luật nó cũng là một cái bong bóng nước. Nó chẳng qua là một cái bong bóng nước có thời gian hơn bong nước bằng cái giọt mưa thôi. Ngay cái chỗ đó rất rõ, nhưng mà ở đây là chúng ta không bao giờ biết rằng nó đơn giản như vậy. Xin thưa các vị, khi các vị nằm chiêm bao, các vị có khổ vui với chiêm bao không? Ở đây các vị có nằm chiêm bao cảm thấy là ai rượt đuổi mình, đánh mình hay là chặt chém mình gì đó, và khi thấy chiêm bao như vậy các vị có khổ không? Khổ, lo lắng, sợ hãi, đúng không? Nhưng mà khi tỉnh giấc thì sao? Hả? Tỉnh giấc cái hú hồn, trời ơi, này nằm mơ à, sự thật chắc chết tôi rồi đó. Như vậy thì ở trong chiêm bao các vị thấy nhà cháy, các vị thấy bị rượt đuổi, các vị thấy rơi từ trên cao xuống, các vị thấy mọi cái gì ghê gớm. Nhưng mà sự thật trong lúc chiêm bao đó, các vị có bao giờ biết rằng mình đang chiêm bao không? Nhưng mà khi các vị tỉnh mộng rồi, các vị mới hình dung lại là những cái đó trong chiêm bao vẫn còn hồi hộp và lo lắng đây, nhưng mà trước mắt biết rằng là đó là giấc mơ. Cho nên là khi tỉnh giấc chiêm bao, các vị liền hết khổ, hết lo lắng. Nhưng mà cũng một số người họ lại dính mắc trong chiêm bao nữa, họ ôm cái chiêm bao đó, họ lấy để làm sự thật. Dựa vào chiêm bao cái đoán à, bàn à, à thế này, thế kia, thế nọ, à, bắt đầu diễn dịch. À, rồi để mua số hay gì đó, à, đón mà bàn số đề gì đó. Như vậy thì ở đây mộng mà thêm mộng, lấy mộng mà để rồi dệt thêm mộng, tức là chúng ta càng biến cái ảo tưởng trong cái cuộc đời của chúng ta quá lớn, lấy mộng này dệt mộng kia, cuối cùng mọi thứ là mộng thì có gì gọi là thật đó. Nhưng mà khi chúng ta mê, chúng ta dướng mắt, chúng ta cố chấp, thì tất cả những cái đó nó sẽ trở thành cái thật trong con người mê muội của chúng ta. Cái gì các vị đam mê, các vị dính mắc, các vị chấp vào thì các vị khổ vì cái đó. Buồn, vui, giận, ghét, thù hận, tham lam, tật đố, tất cả mọi thứ, nếu với cảm giác của một cái con người sống theo phàm phu, chúng ta đều giữ trọn ở trong đầu của chúng ta, và chúng ta thậm chí càng dệt thiêu nó to hơn, từ mộng nó dệt cho mộng lớn hơn, và chúng ta để đi bằng cái ảo giác đó suốt một cuộc đời, đày đọa chúng ta rất là khổ đau, nhưng mà chúng ta không có lối thoát. Bởi vì sao vậy? Không ai đánh thức chúng ta để tỉnh mộng hết, là thứ nhất. Có những người giúp chúng ta đánh thức tỉnh mộng, rồi chúng ta lại bàn mộng để chúng ta làm việc mộng nữa. Rất là nhiều trường hợp như thế. Cho nên hôm nay tôi chỉ chia sẻ với các vị qua ba phương diện để chúng ta có thể là làm sao quán chiếu tư duy để biết cái giả là không thật,